Alo, chào Út Hà. Dạ, Tôi chào hôm nay chị. là khán giả mến mộ vợ chồng Long Phụng. Tôi coi từ đầu đến cuối, nhưng mà tôi quá bức xúc. Bữa nay tôi có vài lời gửi cho mẹ chim sâu. Mẹ chim sâu đừng có bán rẻ lương tâm cho cái đám YouTube bẩn. Thứ nhất, khi con chim sâu nó yêu thằng Long là nó ở gầm cầu, nó không nhạt, không cửi gì hết. Đó, thằng Long thương nó, đem về cái nhà nát ở, cái về nhà nát ở thì ở một thời gian 1-2 năm gì đó, rồi bây giờ YouTube đến quay thì tất cả ai cũng quay, nhưng mà có Út Hà đến quay. Tôi chứng kiến nè, là Út Hà nhận chim sâu lúc đầu luôn là mẹ nuôi, Út Hà tới rửa chén nữa, nhưng sao chị đi về đây chị không cảm ơn Út Hà? Chị phải tìm đến chị cảm ơn Út Hà là mới đúng. Còn cái này chị chưa gì hết, chị về chị nghe cái đám YouTube dơ bẩn, chị lên cộng đồng chị kêu là cộng đồng tẩy chay Út Hà là sao? Mình nói phải có cái tâm, phải có cái đầu của mình. Chị nhìn lại con chị đi, ai lấy được con chị? Không ai lấy được con chị hết. Chỉ có thằng Long, rồi chị Mai. Chị Mai là người rất tốt, ở đâu nước ngoài về gặp thôi. Chỉ đi chùa thôi, mua cái này mua cái kia cho chim sâu, mua cái nọ. Một điều của chim sâu là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, nó ở nhà thằng Long á, là bà Út này, nay bà đuổi mai bà đuổi, không phải là cái đồ đó mà những con chim sâu hết đó, mà người ta cho hết đâu. Bà đừng có nhìn vô đó, bà cứ nghĩ mạnh thần quân thương chim sâu cho hết cũng có đâu. Bà Út này bà có thằng Long, bà muốn cho nó đi với cái con ở nước ngoài đó, cái con nước ngoài nó cho nhiều. Còn cái đám kênh thằng Quý, thằng Trâm Hoàng gì Cần Thơ, rồi Kiên Giang gì đó, cái nhà táo gì đó, với là thêm thằng quả đen nữa, thằng quả đen nó mới đến đến đây thôi, còn trước đó là không có. Thì sao bà không nhìn, bà nhìn các cái clip đó đi, rồi bà coi đi, rồi bà hiểu. Là điểm điểm thứ hai, điểm thứ ba nữa, lúc con bà ngồi ở ngoài đường á, nếu tụi này nó tốt á, thì nó không bao giờ nó dẫn con bà đi ra ngoài đường mà quay phim, mà cho đến tới 10 giờ quán đóng cửa rồi. Tôi theo dõi cái clip đó của ông Quỷ, 10 giờ đóng cửa rồi, nó bơ vơ. Nhưng mà tụi này nó xấu xa, phải như nó nói thằng Long đi gác thì không nói gì, nó nói thằng Long đi về bên cha nó ở rồi bỏ chim sâu rồi, thì cái đó nó thương con bà, hay là nó ghét con bà, hay là nó muốn con bà để lên trên mạng á, là nói những cái chuyện xấu hổ này kia nọ để cho mọi người vô kênh coi kênh nó, rồi người ta rủa con bà có coi hết chưa đó. Trong lúc đó là nó gọi cho chị nuôi nó có nói một câu là em ơi, bây giờ kêu người kêu má nhờ YouTube đó mướn phòng trọ đi, chị trả tiền cho. Nhưng không thằng nào mà nó lên tiếng hết, nó không lên tiếng hết. Nó không lên tiếng hết thì nó gọi cho mẹ nuôi nó, thì mẹ nuôi nó trời mưa mà, thì mẹ nuôi nó lại phải rước nó đi chị. Con chị nó đang đói, nó đói nó ngồi giờ đó mưa lạnh, nó rước nó đi cho nó ăn cháo. Rồi mẹ nuôi nó phải gọi thằng Long đến, thì thằng Long nó nói là nó đi trực. Thì chị nghĩ rằng cái đám YouTube nó tốt hả? Nó tốt với con chị hả? Nếu nó tốt sao đêm đó nó không dẫn đi mướn phòng trọ cho con chị ở đi, mà chị nghe nó chị xài xẻ những cái người mà đã thò tay mà giúp thương con chị không hết, mà chị về chị không biết mang ơn, mà chị còn chửi người ta. Chị kêu là tất cả cộng đồng mạng trong và ngoài nước lên tẩy chay Út Hà, cái đó là cái miệng của chị nói nha, cái nghiệp chị sẽ gánh cái nghiệp đó. Chứ còn bây giờ mà chị lên cộng đồng mạng để người ta cho nhà cho tiền, ta không có cho đâu, ta không cho chị là sao? Cái lương tâm chị đi đi bán rồi, chị về chị phỉ nhục người ta rồi, chị bán bị bán rồi đó. Cái thứ thứ tư nữa, chị phải coi cái clip bà Tám. Đầu tiên thằng Quý nó dẫn xuống nó hỏi thăm bà Tám có nói nè, bây giờ chị cứ kêu hết tụi nó đương clip anh chị đọc đi, nói đi, tụi nó nói trực tiếp mà. Bà Tám mới nói rằng là khi chị có mang bầu con chim sâu, chị nói là chị phá thai,
Bà Tám nó nói đừng tham lam, có gì đẻ bà nuôi. Bà đẻ bà nuôi ra 2 tháng, là từ 2 tháng đó đi là bà không nuôi nữa, bà trả cho bà ngoại chim sau. Thì là trong lúc đó là chị đã bỏ đi lấy chồng. Cái đó là bà Tám nói. Bà Tám là hai mặt. Bà Tám nói nha, à, bỏ đi lấy chồng luôn, đi biệt tâm biệt xứ luôn, không biết đâu. À, rồi một tiếp thêm một cái clip nữa, mẹ thằng Long chửi đuổi con chim sau, là cái cụ thể là đuổi ngay cái đêm mà con chỉ ở bơ vơ ngoài đường, Úc Hà đem gì ăn cháo đó. Dẫn lên nhà bà không có cho ở, bà nói đi về chỗ cũ lại ở đi. Bà Tám chính miệng bà Tám nói, tôi coi clip nào tôi cũng coi đó, bà nói về chỗ cũ ở đi. Còn không có đề nghị là mạnh thằng quân cắt nhà cho tiền bà mới nuôi chim sau. Ủa vậy là bà tốt với chị hả? Sao chị về cái người tốt mà nuôi con chị không coi, chị không coi gì hết trơn đó, chị không coi hết mà chị về chưa về chị chửi người ta, chị kêu cộng đồng mạng phải chay. Thì ngược lại bây giờ tôi kêu tất cả mạnh thần quân trong và ngoài nước vô xem cái clip mà tôi nói nè, tẩy chay con mẹ chim sâu, vì con mẹ chim sâu quá ác độc, vì tham một đồng tiền mà bán cái lương tâm của mình cho cái đám YouTube dơ. Nhưng cái đám YouTube dơ này, thằng Quý là một nè, thằng Nhà Táo là hai nè, thằng Tâm Hoàng Cần Thơ gì ba nè, thằng cái gì mà tên là gì, tên gì cao cao là bốn nè, thêm thằng Quả Đen là mới vô đây thôi. Nhưng mà thằng Quả Đen này á, là ông, cái ông đời thường á, ông nói rồi, thằng Quả Đen này ăn chặn 200 đô của Mạnh Thường Quân. Ông đời thường ông lên ông nói, ông chửi cái lũ đời thường, tụi này đi thế này thế kia. Nhưng ngược lại bây giờ ông bỡ đứt mấy thằng này. À, ông chửi bên Úc Hà, ông chửi mẹ thằng Long đã, ông chửi bên Úc Hà, Úc Hà với chị Mai. À, này kia các thứ, thì bây giờ là ông bỡ đứt nó để ông lấy cái clip mỗi ngày ông cắt lên, ông đăng lên, ông cắt ông đăng lên để ông kiếm ăn, thì ông chửi riết cái miệng ông thúi rồi. Nhưng mà cái nghiệp đó là con ông gánh, cái nghiệp đó con ông phải gánh với vợ ông phải gánh. Còn mấy thằng YouTube tôi nói đó ha, nếu như mà nó cái lương tâm nó tốt á, thì nó không bao giờ mà nó đối xử như vậy hết. Nó đem con chị ra, nó quay tối ngày, nó quay thằng Long phải gắn camera, thằng Long dặn con Phụng ở nhà không có chịu đi, nó vô tới phòng luôn. Chị có coi hết mấy cái clip đó chưa? Nó vô tới phòng, nó dựng đầu con chị lên, rồi nó ra ngoài, nó dựng con chị uống thuốc buồn ngủ, ngủ nó không cho ngủ, nó đắp mẹ thằng Long, nói à con chim sau thế này thế kia thế nọ. Ủa con chị nói chị con gì bệnh mà bệnh thì nó uống thuốc nó ngủ chứ. Chứ sao mà chị để cho tụi nó dựng đầu vậy mà chị nghe nó. Ừ. Rồi nó đem ra nó quay, nó đem ra nó cho con chị uống một ly trà đường, đường thôi, chứ chẳng hạn như một cái hộp chị ăn thôi là một ngày đó, là nó sốc con chị đủ thứ hết. Đến nỗi con chị khi đi khám bệnh đó, là xỉu luôn. Thì xỉu ai thò tay rớt, mấy thằng đó nó có thò tay nó rớt hay không, hay là lại Úc Hà với thằng Long. Ủa chị không có nhìn được cái đó hả? Sao chị tham tiền quá vậy? Chị tham mà chị mờ mắt luôn, chị không biết gì hết trơn vậy. Chị phải biết cái tình con người. Rồi tiếp theo nữa, chị nhìn con chị đi. Ai lấy con chị? Ai lấy con chị? Nhưng mà nó có duyên với thằng Long, là thằng Long nó quá thương con Phụng, mà con Phụng cũng thương. Bây giờ chị một hai chị kêu là chị bắt về đi khám bệnh, con bé Phụng bây giờ nó đâu có bệnh, mà đây bên này người thằng Long với lại mẹ nuôi nó chở đi khám bệnh hàng ngày. Bữa nay tôi thấy nó ăn uống có da có thịt rồi mà, nó nói tỉnh táo rồi mà. Mà chị nghe mấy lần YouTube chị nói là chị con chị đi khám bệnh, chị vô tình chị bắt ép nó về, nó sẽ tự chết cho chị coi. Nó chết rồi á, cộng đồng mạng rủa chị không còn một cái thứ gì, rủa chị không còn một cái thứ gì là con người nữa luôn. Trời ơi, chị phải biết coi. Bây giờ chị cứ kêu cái kênh Tụi Quý đi, mở lên, mở hết lên đi coi từ đầu đến cuối đi, nó đối xử chim sâu như thế nào. Rồi hai nữa, đem qua cái chỗ mà chồng cũ của nó. Ủa chị, nó con người mà, nó có chồng cũng bảnh bao, gia đình cũng được, chứ đâu đến nỗi mà chị mang chị để cho tụi nó dẫn đi trên đó, rồi cái xung cứ vô đòn quẹt mặt con chị xanh lè xanh lét.
cái đó là khích dục nó là nó bị bệnh tâm thần luôn đó, tôi nói cho chị biết vậy đó. Chị không coi mấy cái đó sao mà chị nghe người ta. Còn cái vụ mà tám là hai lần tôi chứng kiến nha. Chị nhìn kỹ đi, chị đừng bao giờ mà chị nghĩ rằng là trong đầu chị mấy thằng này nó nói trong đầu chị, à chị về, cô về đây đi rồi nói với Mạnh Thường Quân cho tiền cô để các nhà dẫn chim sâu về. Còn khuya mới có. Nếu mà người nào cho, bây giờ tôi lên tôi nói tất cả cộng đồng mạng này, trong và ngoài nước này, nếu mà làm từ thiện á, mà đúng chỗ như mọi người già, nẻo đơn nè, nghèo khổ, bệnh tật nè, cho. Còn cái này chị ăn trắng mặt trơn mà, chị ăn trắng mặt trơn mà chị còn chân diện lắm, mà chị đem con chị ra chị lợi dụng là sao? Chị đòi đi thưa người ta, thưa cái gì? Đến nỗi cái số điện thoại của chị về chị không có, có gọi cho mẹ chim sâu nữa. Ủa mẹ nuôi chim sâu nữa, chị sợ người ta gọi tới chửi chị đúng không? Chị lợi dụng. Còn chị nói á, là cái ông nào bốn mấy tuổi lên cái kênh của thằng Quý nói là mẹ nó gửi tiền gì đây vợ tôi đưa, cái thứ đó là ăn theo, cái thứ đó là mấy thằng YouTube đó, năm thằng YouTube đó nó cho tiền ông rồi, ông nói sai rồi. Nhưng mà ông nói sai, ông để cái đức cho con cái của ông nha, tôi đã coi rồi. À, còn bà đó, bà còn con của bà nữa đó, còn một cái thằng đó còn nằm đó nữa đó. Tôi là khán giả, tôi thương con chim sâu với thằng Long, tôi bức xúc quá. Tôi thấy bà lên chưa gì, bà lên ngày trước hay sao, bà tẩy chay Úc Hà. Lương tâm bà để đâu? Lương tâm bà cho chó ăn rồi hả? Giống y như ông đời thường đó. Trong đời thường đó bây giờ ông chửi Úc Hà mỗi ngày ông có tiền, mà ông nói ông đủ cơm ăn ra, chứ ông không thiếu cơm gạo. Thiếu cơm gạo mà cái miệng đàn ông gì mà trời ơi trời, nó thúi cồn hơn cái thứ gì luôn đó. Nó thúi giống cái thúi cái gì đó. Trời ơi, không ai chửi ông hả? Chửi ông cho mà mạt sát cái mặt ông ra chứ. Đàn ông gì mà thối tha, đàn ông gì mà mở cái miệng ra. Rồi đến nỗi mấy cái thằng YouTube đó, nó còn đến nhà của mẹ thằng Long. Bữa nay nó ăn mừng đó. Nó ăn mừng là nó chiến thắng, nó chích bà được rồi. Nó chích bà được để đi thưa Úc Hà với thằng Long. Nó chích bà được rồi, nó đang ăn mừng đó. Bà thấy chưa? Ừ. Nhưng cứ việc đi thừa, còn con bà nó lớn rồi, nó có ở với bà hay không là quyền của nó. Bà cũng không thể bắt được. Bà cứ việc bà muốn thưa thưa, còn nói chuyện cái tình cảm thì bà để cho nó sống ở đây, cho nó có một cái lương tâm của bà. Đó. Bà nghe cái clip này, bà tự suy nghĩ, bà tự suy nghĩ cho kỹ bà đi. Không ai cho tiền bà, không ai cắt nhà cho bà đâu. Người ta đặt câu hỏi cũng không khác nào như mẹ thằng Long, không khác nào luôn. Cái lúc con bà nửa đêm, 10 giờ đêm trời mưa, bà ở đâu? Cậu bà, cậu nó ở đâu? Trời ơi, cái câu chuyện này lâu rồi mà, mấy năm nay rồi. Con sâu nó lấy thằng này mấy năm nay rồi, mà cậu nó ở đâu? Không lên tiếng. Bây giờ ai vô lên tiếng để cho được cộng đồng mạng cho tiền á? Tôi kêu gọi cộng đồng mạng trong và ngoài nước nghe cho rõ cái lời tôi nói. Đừng bao giờ giúp những cái loại người này. Cái loại người này là bán rẻ lương tâm rồi. Cái người này là lợi dụng mấy cái thằng YouTube này. Mà mấy cái thằng YouTube này á, nó đi săn còn hơn con chó săn nữa. Nó vô nhà bà Út ha, nó vô rằng rằng, nó cái chục thằng, chứ không phải nào, nó đi cái chục thằng đó. Thì cho nên là bữa nay tôi có những đôi lời tôi nói như vậy đó. Rồi bà là mẹ Út sau, bà mở con mắt ra. Hai cái clip tôi nhìn bà Tám nói chuyện. Rồi bây giờ bà Tám ha, đòi kêu Úc Hà trả chim sâu về. Bà Tám nói cái miệng thúi rồi. Thúi rồi. Bà Tám nói cái miệng thúi rồi. Chắc mấy YouTube nó nịnh bợ bà, nó cho bà ít thằng bạc rồi. Bà quên cái lương tâm rồi. Bà không còn cái đức nữa. Bà là người thúi rồi. Chính bà nói mẹ chim sâu, bỏ chim sâu. Lúc mà con mang bầu là định đi phá thai, bỏ chim sâu. À, rồi là bỏ chim sâu, rồi là bà năn nỉ bà để bà đẻ ra bà bỏ, bà nuôi 2 tháng, bà chê con chim sâu xấu. Ủa nó xấu mà bữa nay nó có thằng Long thương, có người này người thương, sao bà về bà dành giùm chim sâu để bà kiếm tiền Mạnh Thường Quân? Bà thấy nhà của thằng Long rồi bà tối mắt đúng không? Nhà thằng Long á, là mẹ nó đó, mẹ nó muốn cái con ở nước ngoài đó cho đó, nhưng mà mấy thằng này nó không có giúp bao nhiêu nữa, giúp được giúp thằng Lung á với lại cái thành lập đó, Úc Hà trong đó cũng có giúp nữa đó. Còn mấy thằng này chỉ sơ cơm nồi điện rồi thôi, nó nói cái miệng đó thôi, nó đem con bà ra nó đài đó. Bà không biết, bà coi lại mấy cái clip ở đây chứ bà đừng có để mà bà lên bà lên bà chưa gì hết, bà về đầu hôm sáng mai bà không biết ơn người ta à, mà bà thay vì bà là người mẹ tốt. Còn bây giờ bà nói với lại cái đám YouTube, bà
bà đâm đơn là có mà có nhờ tụi có mấy chú này giúp. Ủa con bà mà bà làm đơn mà bà nhờ YouTube giúp hả? Bà giờ YouTube tới đó quay hả? Lúc mà đi thưa đi kiện mình nhờ đó YouTube nó đem cái mặt lên nó quay hả? Nó quay rồi con bà nó nói là bà mang nhục của đó không? Ủa con bà nó đâu có phải là nó khờ hẳn hết đâu, nó biết nói mà. Cái nó tới nó nói bà nhục của đó không hay là bà làm gì? Còn cậu cậu đòi thưa ha đó. Ủa hồi đó cậu ở đâu nửa đêm á, nó nói với bà câu này mà bà không biết suy nghĩ, bà phải coi cái clip thằng Quý nó nói rằng là ô tại sao mà ok, nó nói là à, mày nuôi tới cái sực bỏ xe đi cái nọ đó. Tôi hỏi bà nghe được không, cái đó là nó láo ngang bà. Thôi tôi để hồi tôi nói thêm. Ok bà Bà nói tôi thương nó.